Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố với các quận huyện để triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo báo cáo tại cuộc họp, áp thấp nhiệt đới này xuất hiện vào sáng hôm qua ngày 22 tháng 9 cho đến sáng sớm nay khoảng 4 giờ ngày hôm nay 23 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 560 km với sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Thống kê cho đến hiện giờ, thành phố có 1.227 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu. Vẫn còn 15 phương tiện cùng 112 lao động đang hoạt động trên biển. Tình hình mực nước tại các sông vẫn trong tình trạng thấp, dưới mức báo động 1, tương tự tại các hồ chứa và thủy điện. Về thu hoạch lúa rau màu, các địa phương đã hoàn thành thu hoạch toàn bộ các diện tích sản xuất. Công ty công viên cây xanh đã cắt tỉa cây cối 50% so với kế hoạch. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa và gió lớn trên địa bàn thành phố. Nguy cơ trong ngày mai thì sẽ xuất hiện lũ ở các sông, cũng như mưa lớn sẽ gây ngập úng nội thành vì vậy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn đề nghị các địa phương và ngành chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới kịp thời thông báo hướng dẫn tàu thuyền về neo đậu chủ động sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm triển khai phương án phòng chống ngập úng tại các điểm nóng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tổ chức di dời tàu dầu ra khỏi âu thuyền thọ quang và triển khai lực lượng ứng phó phòng cháy chữa cháy các địa phương sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn chủ động ra soát kiểm tra các công trình hạ tầng điện lưới thủy lợi ưu tiên đảm bảo an toàn tối đa cho người dân